Chúng tôi là Đinh Sinh Long xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Nói chuyện với Ngô Nhân Dụng, nhà bình luận trên Nhật báo Người Việt. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin bàn về đề tài Tư Bản Đỏ, hay còn được gọi là Đại Gia Đỏ. Họ là một tầng lớp những người giàu có mới, được phát sinh và phát triển rất nhanh ở các nước hậu cộng sản như Nga, Ukraine và ở cả các nước đang còn gọi là cộng sản như Trung Quốc và Việt Nam bây giờ. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem nhờ đâu họ trở nên giàu có, họ gồm có những ai, họ làm giàu bằng những thủ đoạn nào, họ thao túng và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế quốc gia như thế nào, họ ngăn cản tiến trình dân chủ hóa như thế nào, vân vân. Chúng tôi sẽ dành nhiều buổi nói chuyện với nhà bình luận Ngô Nhân Dụng để đi sâu vào các đề tài đó. Riêng buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một số điều căn bản về Đại Gia Đỏ sau đây. Thưa ông, có lẽ cái điều đầu tiên mà nhiều người muốn hỏi và muốn biết là tại sao, cái nguyên nhân nào mà các Đại Gia Đỏ này bỗng chốc lại trở nên giàu có rất là nhanh? Và có phải là vì họ có cái tài kinh doanh giống như là những nhà kinh doanh mà ở những nước kinh tế tư bản hay không? Dạ thưa, tôi cảm ơn ông Đi Sinh Long đã nêu ra cái câu hỏi đó để chúng ta xác định, phân biệt giữa những cái người gọi là các nhà tư bản bình thường với lại những người mà trong cái ngôn ngữ thế giới hiện giờ người ta hay dùng cái chữ gọi là oligarch. Tức là những tay thiểu số mà chiếm hết cái nguồn lợi kinh doanh, kinh tế của một số quốc gia. Và có lẽ chúng ta dùng cái chữ gọi là các đại gia đỏ thì nó giản dị nhất. Nhưng mà dùng chữ tư bản đỏ đó thì nó sợ rằng nó hơi khiếm nhã. Hay là bởi vì rằng cái chữ tư bản thực sự nó không có cái nghĩa xấu gì cả. Người ta bắt đầu chú ý đến cái chữ tư bản, đến cái gọi là chủ nghĩa tư bản, chế độ tư bản từ khi ông Karl Marx, ông ấy viết cái cuốn Das Kapital, tư bản. Thì nó nghĩa bình thường của nó là cái người nào mà có một cái số vốn lớn, sử dụng cái vốn đó để mua máy móc, rồi thì là thuê người làm, sinh lời, thì cái hành động đó người ta gọi là kinh doanh. Và cái người làm cái việc mà kinh doanh đó thì đúng ra là một cái nhà tư bản. Những cái người mà rất giàu có nhưng mà là đi làm công, thí dụ bây giờ chúng ta có thể thấy nhiều tài tử chiếu bóng hay là các cầu thủ một năm họ kiếm cả 100 triệu thì họ không phải là nhà tư bản, dù là họ rất là nhiều tiền, bởi vì rằng họ không dùng vốn để mà đi kinh doanh. Thì thực sự ra trong cái nền kinh tế, như chính ông Karl Marx là cái người đầu tiên đã đề cao các nhà tư bản. Ông thấy rằng cái chế độ phong kiến nó chấm dứt là nhờ có một cái giai cấp tư bản nó đứng ra và nó chống lại và nó thay đổi cái nền kinh tế của các nước. Thế thì cái chữ tư bản vốn nó nghĩa không có gì là xấu cả. Thế nhưng mà từ cái khi mà ông Karl Marx viết cái đó, rồi ông ấy viết cái tuyên ngôn cộng sản, rồi cái phong trào cộng sản nổi lên, thì người ta bắt đầu người ta dùng cái chữ tư bản là để cho cái nghĩa rất là xấu. Tức là ai mà trong cái chế độ cộng sản, ai mà bị coi là không cứ được tư bản thôi, mà chỉ cần làm một cái người gọi gì, mầm mống của tư sản chủ nghĩa đó. Ví dụ như là có người đi ra ngoài đường bán xôi những cái ô đi làm ăn riêng, tức là gieo cái mầm mống của tư bản chủ nghĩa là đã chết rồi. Thưa ông, như thế như ông vừa phân tích ấy, thì ta có thể hiểu rằng là khi gọi tư bản đỏ đó là người ta muốn nhắm nói đấy là người giàu đó. Thành ra gọi đại gia đỏ đó có lẽ là đúng thích hợp, chứ còn chưa chắc là cái tư bản đỏ đó đã đóng vai của một cái vai trò của một người kinh doanh trong một cái nền kinh tế kinh doanh mà tự do. Dạ. Vâng. Thế thì thưa ông, tôi nghĩ rằng cái này mình cũng nên phân biệt là không phải cứ nhà giàu thì gọi là tư bản. Như tôi nói, mấy cái ông tài tử chiếu bóng hay là mấy ca sĩ họ giàu lắm, nhưng không không thể coi là tư bản được.
Đấy cho nên còn, là cái từ đại gia nó là có vẻ là thích hợp chắc. Thì cái người đại gia đó mà được người ta chú ý đến như là tư bản đỏ đó cũng không phải chỉ là những người giàu. Và mà họ có làm cái công việc gọi là kinh doanh. Cái chính là họ cũng mang tiền ra họ kinh doanh, họ lập ngân hàng hoặc là họ lập xí nghiệp. Thế nhưng cái khác giữa những cái nhà tư bản bình thường với lại những đại gia đỏ là cái nguồn lợi của họ ở đâu mà ra. Thí dụ bây giờ ở nước Mỹ này bảo cái người giàu nhất là ông Bill Gates. Thì hỏi dân Mỹ là mấy cái anh này tôi thấy các anh nghèo quá hả? Tháng tháng cứ lo trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà vất vả. Thì anh có ghét cái ông Bill Gates, ông ấy có cái gia sản hàng mấy chục tỷ không? Thì nói thật tình chắc là ở nước Mỹ không có ai ghét ông ấy cả. Là bởi vì rằng ông ấy làm ăn thật sự. Ông ấy có bỏ cái trí tuệ của mình, có bỏ cái công sức của mình. Và ông ấy làm tất cả mọi việc trong cái vòng luật pháp của nước Mỹ. Và trong cái khung cảnh là tự do cạnh tranh có luật pháp. Vâng. Thì như vậy đó, không ai ghét những cái người gọi là tư bản như vậy cả. Cái điều mà người ta chú ý và lý do khiến cho ở những cái nước như ở Nga, ở Ukraine và rất nhiều nước cộng sản khác, ví dụ như ngay ở Trung Quốc và Việt Nam, là có rất nhiều người cũng đứng ra kinh doanh rồi cũng làm giàu, nhưng mà cái số tiền mà họ thu vào nó quá lớn so với lại cái đóng góp của họ vào trong cái nền kinh tế quốc gia. Và một cái phần rất lớn của những cái số tiền đó họ thu được không phải là nhờ họ đã sản xuất ra một cái hàng nào hay là sản xuất ra một cái dịch vụ nào, cung cấp một cái dịch vụ nào để giúp cho người khác tiêu thụ, mà cái nguồn gốc của cái số tiền mà họ thu được đó là hoàn toàn là do những cái lý do ngoại kinh tế, hoàn toàn không phải là lý do kinh tế. Thành ra cái lúc mà ở bên các nước cộng sản như là Nga hay là Ukraine thay đổi, rồi có một số người làm giàu rất là giàu, thì có nhiều người bảo là thì họ cũng là những cái tay làm giàu mạnh bạo giống như là những cái ông như là Rockefeller ở Mỹ hay là ông Ford, Henry Ford ở Mỹ. Rất nhiều người như vậy ở Mỹ trong cái thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, họ cũng làm giàu rất nhanh và họ cũng tìm đủ cách để mà chiếm độc quyền. Lợi dụng cái hoàn cảnh lúc đó, thành ra là trong kinh tế người ta cũng gọi những cái tư bản của cái thế kỷ 19 hồi đầu đó là Robber Barons. Những cái ông quý tộc ăn cướp. Thế nhưng mà cái khác nhau đó là những cái anh như là Rockefeller chẳng hạn, hay là Vanderbilt, những cái người mà gọi là vua dầu lửa hay là vua thép hay là vua đường xe lửa ở bên Mỹ, họ làm giàu rất là nhanh. Thì họ có làm việc và những cái công ty mà họ lập ra có cung cấp những cái dịch vụ hay là những cái sản phẩm có ích cho xã hội. Thế còn cái điều mà khiến cho ở nước Nga hay ở Ukraine mà người ta thù ghét mấy cái nhà đại gia đỏ là họ làm giàu nhờ những cái cơ hội trên trời rơi xuống tạo ra cho họ để mà họ có thể kiếm được tiền, chứ không phải là vì họ cung cấp những cái dịch vụ. Tức là họ thù lợi mà họ không tạo ra những các cái giá trị kinh tế, tức là ngồi mát ăn bát vàng bằng một số những các cái mánh mông hoặc là thủ đoạn. Vâng. Thế thì về phương diện mà là kinh tế đó, thì người ta gọi những cái cách thức mà làm giàu của đại gia đỏ hoặc là tư bản đỏ đó là gì? Dạ, ở trong kinh tế học thì người ta có dùng một cái từ gọi là rent seeking. Thì cái chữ này tôi thấy dịch ở tiếng Việt rất là khó. Rent tức là cái tiền thu tổ khi mình cho thuê nhà. Mình thu được cái tiền đó, hoặc là cho thuê ruộng cho người ta làm ruộng, mình thu được cái tiền đó. Thì trong tiếng Việt mình gọi là tiền tô, tiền tô. Thế nhưng mà chữ tô đấy hiện giờ có lẽ ở Việt Nam chúng mình cũng ít người nhắc đến lắm. Thành ra nếu mà dịch nguyên văn cái chữ rent seeking á, thì mình bảo là đi thu tô. Hoặc là như ông vừa mới nói là không bỏ công sức gì mà cũng thu tiền vào. Thì đấy là một cái hành động mà
đối với lại kinh tế học nó được xếp vào một cái loại, tức là những cái người kiếm được lợi rất nhiều mà không phải là do đóng góp cho nền kinh tế, mà là nhờ những cái mánh khóe, những cái yếu tố ngoài kinh tế. Vâng, thưa ông, một cách cụ thể hơn để hiểu rõ về cái điều mà ông vừa phân tích đó, thì xin ông cho một cái thí dụ nào đó mà đã xảy ra, giả dụ như ở bên Nga hay là Ukraine, hoặc là ngay cả ở Việt Nam bây giờ, để chứng minh là họ làm giàu theo cái mà gọi là rent seeking, mà mình có thể mình dịch là thu tô hoặc là thủ lợi mà không có cái công sức gì bỏ ra cả. Vâng. Thì những cái người đại gia đỏ mà là thu tô như vậy đó, thì thực sự ra nó là một cái chuyện mà đã từng xảy ra ở các nước tư bản, chứ không phải là ở các nước tư bản không có cái đó. Tất cả cái hệ thống tư bản mà nó có luật lệ là cốt làm sao để giảm bớt cho đến cái chỗ mà diệt trừ được cái những cái nguồn lợi của tính cách thu tô như vậy. Thí dụ bây giờ ở nước Mỹ chẳng hạn, người ta đã nêu một cái thí dụ rất là cụ thể là cái hồi 1970, các hãng xe ô tô ở Mỹ họ vận động chính phủ để mà ngăn cản xe Nhật, là bởi vì xe Nhật nó mang sang, nó bán và nó chiếm gần hết thị trường. Thế thì về phương diện chính trị, họ đang đứng ở một cái địa vị rất là tốt, là bởi vì họ đánh động vô cái tâm lý của dân Mỹ, sợ rằng xe Nhật cạnh tranh nhiều quá thì các công nhân ngành ô tô ở Mỹ sẽ bị thất nghiệp. Và không những công nhân ngành ô tô, những cái ngành khác có liên quan đến ô tô, cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất xe hơi, hoặc là những ngành bán xăng, nghĩa là đủ các thứ đều bị ảnh hưởng cả. Thế thành ra cuối cùng thì Quốc hội Mỹ cái hồi 1970 đã làm một cái luật mà ngăn cản bớt cái nhập hàng của xe Nhật. Dạ, ngăn cản bớt xe Nhật. Thì tự nhiên á, là các hãng xe Mỹ có lời. Người ta đã cho thấy rõ ràng là một năm sau khi mà cái lệnh cấm đó đã bắt đầu đó, thì các xe hơi ở Mỹ do các công ty Mỹ sản xuất đều tăng giá lên hết. Thế là tự nhiên tất cả các hãng ô tô ở Mỹ kiếm một cái số lời rất lớn, mà không phải là vì họ làm xe tốt hơn, làm xe bền hơn, đẹp hơn gì cả, mà hoàn toàn ở trên trời rơi xuống. Thì cái đó người ta cũng gọi là thu tô. Tức là nhờ cái sự can thiệp của nhà nước đưa một cái chính sách nào đó để can thiệp vào thị trường. Dạ. Thì cái đó cũng tạo lên cái hình thức gọi là thu tô. Vâng. Vâng. Thì ở bên các nước mà hậu cộng sản á, thì cái này nó rõ ràng lắm. Là chỉ cần một cái giấy phép là tự nhiên là anh có tiền này. Thành ra có người đi xin giấy phép rồi tìm cách bán cái giấy phép đó, thế là sống thỏa thuê. Thì cái đó cũng gọi là thu tô. Thì chẳng hạn như là trong một cái bài viết ở trên Người Việt, chúng tôi có nêu cái thí dụ là ở bên Ukraine, cái lúc mà người ta mới bắt đầu đổi mới kinh tế, thì người ta vẫn giữ cái hệ thống giá cả cũ. Và cái hệ thống giá cả cũ đó là được nhà nước ấn định. Thì có cái anh ấy chạy được cái giấy phép xuất cảng bia. Là anh ấy có cái giấy phép ở trong tay rồi, anh ấy mua bia ở Ukraine với cái giá chính thức là vẫn còn do nhà nước ấn định, giá thấp. Anh ấy xuất cảng sang bên Ba Lan, và ở bên Ba Lan á, thì lúc đó đã đổi mới kinh tế hoàn toàn, giá cả theo nhu cầu cung cấp hay là thị trường nó quyết định. Thì là anh ấy chỉ cần cái giấy phép xuất cảng bia là từ ở bên Ukraine anh mang sang Ba Lan, anh kiếm lời to rồi. Thì cái chuyện mà đó nó cũng xảy ra rất nhiều trường hợp khác ở bên nước Nga chẳng hạn. Như cái thời 1993, ông Chekmonedin, ông ấy cũng chính ông ấy là một tay đại gia đỏ. Ông ấy được đưa ra làm thủ tướng để thay thế ông Gaida, tức là một cái ông mà có cái chính sách cải tổ kinh tế. Thì một trong quyết định sớm nhất của ông Chekmonedin, của cái chính phủ Chekmonedin, là ông ấy cấm người Nga không được dùng những cái xe ô tô mà bánh lái ở bên tay phải. Chúng ta biết là ở những cái nước mà lái xe mà đi bên phải đó, thì cái bánh lái đó nó phải nằm bên trái. Chỉ ở những cái nước lái xe bên trái như là Nhật, ở Thái Lan hay là bên Anh đó, thì lúc đó người ta mới đặt cái bánh lái ở bên tay phải. Thì ông Chekmonedin cấm người Nga không được dùng cái xe mà lái bên tay phải, tay lái ở bên tay phải nữa, bởi vì như vậy
là không có an toàn cho dân chúng. Thế thì khi cái lệnh cấm nó ra đó thì nó làm cho cái dân ở miền đông nước Nga, tức là cái miền bên cạnh Nhật Bản đó, khốn khổ là bởi vì rằng người ta đã được cung cấp một cái nguồn xe ô tô từ Nhật. Bao nhiêu những cái tay thủy thủ, những cái nhà buôn đi tàu biển, rồi thì là ngay cả hải quân đó, đã đi nhập cảng xe cũ của Nhật mang sang bên Nga để bán. Và cái đó là toàn là những cái xe mà còn tốt cả. Thì bây giờ ông Trạc Mơ Đê Điên ra lệnh cấm không cho dùng cái xe bánh lái bên phải đó, thì tự nhiên là bao nhiêu cái xe đó không được dùng nữa. Thì tại sao ông lại làm như vậy? Chẳng qua là bởi vì có một lô những cái nhà buôn lậu khác, những cái tay buôn lậu khác mà chuyên môn nhập cảng xe cũ ở bên Âu Châu qua Nga, đi qua Hắc Hải chẳng hạn, đi qua biển Caspian chẳng hạn, vào nước Nga. Và những cái xe Mercedes, những cái xe BMW mang vào Nga bán đang chạy, bây giờ bị xe Toyota Honda cạnh tranh. Thì những cái ông mà chuyên môn đi buôn xe cũ ở Đức qua Nga đó, công ấy vận động để cho ông Trạc Mơ Đê Điên cấm xe Nhật, cấm xe lái bên phải, tức là cấm xe Nhật. Thì sau đó là dân bên miền Đông đó, tất nhiên những cái tay đại gia khác ở miền Đông mà chuyên môn buôn lậu xe Nhật đó, họ phải phản đối, họ đi, họ kéo người đi biểu tình, và cuối cùng thì là ông Trạc Mơ Đê Điên phải rút lại cái đó. Thì những cái hành động của chính quyền như vậy đều có thể tạo cơ hội cho người ta thu tô. Thế nhưng mà hôm nay chúng ta nói cái chuyện mà thu tô nó có xuất hiện như thế nào, ở bên Mỹ cũng có, ở bên các nước khác cũng có, là để kết luận rằng các nhà tư bản đỏ họ khác những người tư bản thường ở cái chỗ là cái việc mà họ làm giàu đó thường là không phải là do cái sức của họ, mà là vì có những cái cơ hội mà khiến cho tự nhiên tiền rớt xuống họ, họ có việc họ lượm. Và những cơ hội đó không phải là cái chuyện mà do cái họ tính toán khôn ngoan, mà là do họ vận động hành lang để cho chính quyền mà đưa ra những cái biện pháp giúp họ. Thì đây là một cái đề tài mà tôi chắc là có lẽ hôm nay mình có thể để dành cho cái kỳ tới. Vâng, thưa ông, thế thì là vì cái giới hạn của thời gian và chúng ta còn nhiều buổi nói chuyện về cái đề tài mà tư bản đỏ hay là đại gia đỏ như chúng tôi đã có trình bày ngay lúc đầu, thì là để kỳ tới chúng ta sẽ đi sâu vào xem là những cái cách thức làm giàu, cách thức thu tô như thế nào ở cụ thể của các nước mà đổi mới kinh tế nửa vời. Cảm ơn nhà bình luận Ngô Nhân Dũng. Thưa quý vị, chương trình nói chuyện với Ngô Nhân Dũng đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi là Đinh Sinh Long. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong kỳ tới. Xin kính chào quý vị.